tất cả các bạn clip ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái màn thử thách, đó chính là màn sử dụng những con quái vật rất là kinh dị như này để tiêu diệt quái vật đầu loa, hay gọi là Sunhead, quỷ đầu loa các bạn nhé, SCP-689. Và ở đây không những là có quỷ đầu loa đâu và còn có cả con Lighthead các bạn ạ. Headlight, đó chính là con quỷ đầu đèn nha. Đây này, hiện tại là buổi sáng cho nên là những cái đèn nó đã bị tắt. Và các bạn đừng có đùa nha, những cái con quái vật quỷ đầu đèn này khá là mạnh đấy, không phải đơn giản đâu. Thì là ngày hôm nay mình sẽ tung ra những con quái vật, gọi con không phải quái vật, con quỷ các bạn ạ. Đây các bạn, con quỷ đèn xì luôn, bãi cả trường luôn các bạn, nhìn cái răng của nó này, răng đỏ nha. Con này nó mà cắn phát là chết luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho tấn công, và trước khi mình cho tấn công thì mình sẽ phải set nốt cho nó cái đã, để cho ấy à, nó không tấn công mình nha. Bởi vì không là các bạn, quái vật đầu loa này đầu tiên nó sẽ tấn công mình ngay, nó sẽ tấn công con người các bạn nhé. Ok, hiện tại bây giờ các bạn có thể để ý đây, ở trên cái thanh đỏ đỏ này đó chính là thanh máu nha các bạn. Khi mà thanh máu này hết thì đồng nghĩa việc là con quái vật sẽ chết. Ok, bây giờ bắt đầu chiến nhá. Ok, chuẩn bị bắt đầu này, bắt đầu rồi. What the hell, con này nó đang holy shit. Cái cách di chuyển của con này rất giống là giống của con SCP-096 các bạn ạ. À không phải, đúng rồi, SCP-096 nó chính là con người điên ấy. What the hell, bạn nhìn này. Holy shit, những cái thanh máu màu đỏ này nó đang tụt dần. Con quái vật săn hết nó đang bay hẳn trên đầu của con quái vật đen các bạn ạ. What the hell, con quỷ đen này, con này như kiểu con quỷ Satan ấy. Rồi xong luôn. Ok các bạn, như vậy là con quỷ Satan đã bị tiêu diệt nha. Như vậy là cuối cùng thì là đội quân săn hết cũng đã tiêu diệt con quỷ Satan rồi. Nói chung là con quỷ Satan này cũng khá là khỏe. Nó kiểu như là nó cũng trụ cũng khá là lâu. Ok, bây giờ mình sẽ set disable nó để cho nó không tấn công mình. Và tiếp theo mình sẽ chuyển đổi ra một con khác, đó chính là một con quái vật Funny Fit nhá. Đây, mình không biết là gọi nó là con gì, không biết nó là chủng loại gì các bạn ạ. Nhưng mà đây nó là con quái vật mới ở trong cái hệ thống Trevor Henderson. What the hell các bạn ơi. Holy shit. Phải gọi là quá kinh luôn các bạn. Các bạn nhìn cái mắt của nó này. Không có mắt luôn các bạn ạ. Nó kiểu nó sâu hõm luôn ấy. Ở đằng sau thì nó có những cái đuôi này giống như kiểu là như kiểu là những cái, mình không biết gọi là cây gai các bạn ạ. Đúng rồi, cây gai. Đây này, đấy. Con này như kiểu quỷ gai ấy. Rất kinh luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho đánh nhau nha. Rồi, mình sẽ đứng xa xa một tí bởi không nó sẽ tấn công mình mất. Ok, rồi. Holy shit, nó tấn công mình. Chạy. Ok. Từ từ. Rồi, ok rồi, nó đang bị quái vật đầu loa vây. Ồ, rồi. Quái vật đầu loa thì cũng đã mất máu các bạn ạ, các bạn thấy không? Cái thanh màu đỏ này đã tụt dần rồi, nhưng mà nó vẫn không thể chết được. Thì cuối cùng là bọn Sunhead này không thể chết được nha. Nó đã tấn công cái con quỷ đen kia chết hết rồi các bạn ạ. Thì trong cái Trevor Henderson này thì mình sẽ còn một con quỷ nữa nha. Đây bây giờ mình sẽ triệu hồi từ. Đây, con Funny này. Con Funny Fit này như phiên bản mới sao ấy. Thì bây giờ mình sẽ disable nó đã. Đây. Funny Fit, con này chắc là khỏe hơn sao các bạn ạ. Đây này. Ok, thì bây giờ mình sẽ hóa siêu to cho nó nha. Ui, đứng gần nó, các bạn nghe tiếng gì không? Nó kêu cái âm thanh nó kiểu nó ừ ấy. Nó như kiểu nó đang khóc các bạn ạ. What the hell các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tung ra một con nữa, đó chính là con này. Đây là đội quân Funny nha các bạn ơi. Đây, holy shit, con này nó trôi từ dưới đất lên này các bạn ơi. Ghê chưa? Con này ghê thật các bạn ạ. Nó chui từ dưới đất lên nha. Ok, bắt đầu nào. Mình đang nó bắn rồi, nó bắn. Ôi, no. Từ từ, nó phá hủy thế giới rồi. Con quái vật này nó phá hủy thế giới rồi các bạn ơi. Nó tiêu diệt rất nhiều săn hết. Ôi holy shit các bạn, nó đây nó đánh rất nhanh luôn. Con này khỏe cực kỳ các bạn ạ. Vãi cả trưởng, mình sẽ nó đã không, nó sẽ giết mình. Holy shit. Nó đưa con săn hết lên khung trời, lên cung trăng luôn. Và nó tấn công chết luôn các bạn. Nó tiêu diệt đội quân này. Các bạn thấy không? Hai con quái vật này nó làm cho Sunhead bị bay lên trời này các bạn này. Cho nên là Sunhead có vẻ thất thủ rồi các bạn ơi. Holy shit. Đây mới chính là hai con quái vật khỏe đây các bạn ơi. Các bạn nhìn này, cái con quái vật này ấy, thì nó mất chân rồi. Nó mất cái phần bộ phận dưới của nó. Từ cái phần bụng nó bị mất. Nhưng mà nó rất là khỏe nha. Các bạn nhìn này, ghê vậy. Holy shit. Con quái vật đầu loa nó tấn công mình các bạn ạ. Vãi trưởng ạ. Rồi ok, như vậy mình đã hồi sinh. Từ từ anh em ơi, trận chiến này thực sự rất là nguy hiểm đây. Các bạn thấy chưa? Đây rồi, mình nghĩ là đây chính là cái con đầu đàn các bạn ạ. Đây là con... Ủa, ở đâu ra con sai hết là tấn công mình đây. Trời đất ơi. Holy shit. Các bạn thấy kinh chưa? Bọn sai lần hết không thể tấn công vào nó luôn. Các bạn nhìn cái lượng máu của nó vẫn còn nguyên này. Dường như là chỉ bị mất một tí máu thôi các bạn ạ. Sai lần hết tấn công nó nhưng mà bị nó hất lên bầu trời. Ok các bạn ơi, hai này quá là mạnh rồi. Holy shit.
chưa từng thấy một cái trường hợp nào đánh nhau mà nó có thể tung được cái Silent Head cao như vậy các bạn ạ. Từ từ, chạy ra đây, chạy ra đây. Mình không thể để bị dính cái trưởng này được, nếu mà bị dính cái trưởng này mình sẽ chết. Các bạn thấy không? Thì là cái lợi thế của con quái vật này, con quái vật của top quái vật Funny này. Nó ấy, nó đánh rất là nhanh nhá. Và nó tung đối phương lên bầu trời, làm cho đối phương bị choáng các bạn ạ. Khi mà bị lên bầu trời như này rồi thì chắc chắn nó sẽ bị choáng. Holy shit, nó bay lên này các bạn ơi. Sợ té đái luôn các bạn. Các bạn mà gặp cái con quái vật này ở ngoài thì chắc là các bạn phải chạy thôi các bạn ạ. Các bạn đứng lại, các bạn không thể trụ ở đâu. Nó bay rất là nhanh luôn. Cái tốc độ di chuyển nó cũng rất là nhanh. Con này nó có thể bay được nha. Mặc dù ấy, ôi, đem hết bầu trời rồi. Trời ơi. Ôi, nó bắn rồi các bạn này, nó bắn này. Vãi trưởng à, nó đâu rồi ta? Nó bắn các bạn ạ. Vãi cả trưởng ạ. Nó bắn ra cái một luồng năng lượng ấy, một luồng ánh sáng các bạn ạ. Nó như kiểu nó chiếu cái laser các bạn ạ. Ui. Kia kìa, bây giờ hiện tại bây giờ chỉ còn 4 con săn để hết thôi. Chết rồi các bạn ơi, con này chết rồi. Và nó đang truy quét dần các bạn nhé. Nó đang truy... Ui, nó tức rồi. Rồi, chết luôn. Chết rồi. Bọn săn hết kia chắc là chết luôn thôi, mình sẽ đưa này vào đây. Ây. Vào đúng cái vùng biển lửa của nó. Rồi, ok, đi luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào đây. Như vậy là một con Funny bé vừa rồi đã bị chết nha các bạn. Đã bị săn hết tấn công rồi. Và bây giờ chỉ còn con này thôi. Từ từ mình lấy lô này ra. Ui ôi, chết luôn các bạn ạ. Vãi trưởng ạ. Ok các bạn, cuối cùng thì là mình cũng đã tiêu diệt được con quái vật săn hết rồi các bạn nhé. Ok, thì bây giờ để làm cách nào để có thể tiêu diệt được con này bây giờ. Bây giờ mình sẽ triệu hồi Silent Head Duck ra để xem nhé. Để xem Silent Head Duck liệu rằng có tiêu diệt được con quái vật này hay không. Ok, bây giờ mình sẽ hóa nhé. Đấy. Holy shit. Ui. Nó phun lửa một cái là Silent Head chết luôn các bạn ạ. Không có cửa nhá. Từ, bây giờ mình sẽ kiểm tra info. Các bạn ơi, các bạn có tin được không? Con này chỉ có 18.000 máu thôi. Mà Silent Head là 10.000 máu. Tức là chỉ thấp hơn một tí thôi, thấp hơn 18.000 máu thôi. Vậy mà đội quân Silent Head đã bị bọn này tiêu diệt. Đã bị con quái vật này tiêu diệt các bạn ạ. Con này là con đầu đàn nha. Con này là con vua rồi các bạn ạ. Con này là con quỷ rồi. Nó biến thành yêu tinh rồi. Như vậy là chỉ 18.000 máu mà các bạn nhìn thấy không? Nó không bị mất một giọt máu nào luôn. Các bạn thấy chưa? Không bị mất một giọt máu nào cả. Chính tỏ là quái vật Silent Head không thể chạm được vào người nó và chưa kịp chạm thì đã bị nó tiêu diệt nha. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ disable và mình sẽ lôi nó vào đây. Ôi từ từ, đây. Lôi vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ triệu hồi ra một con quái vật khác nha. Ở trong cái Chevo Henderson này thì mình sẽ triệu hồi ra vừa Silent Head Duck. Bây giờ mình sẽ triệu hồi Silent Head Blood. Rồi, triệu hồi ra đây đã. Ok, mình sẽ triệu hồi một vài Silent Blood và mình sẽ triệu hồi thêm con quái vật khác nha. Bây giờ mình sẽ triệu hồi quái vật yêu tinh nhện. Đây, yêu tinh nhện nha. What the hell, bé tí này. Vãi trưởng á, bé tí luôn ạ. Từ từ. Đây, what the hell các bạn. Đây, chính xác yêu tinh nhện nha. Rồi, set nốt nó đã, bởi vì mình không muốn nó tấn công mình. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa cái con quái vật này ở đây vào giữa này nha. Và mình sẽ cho nó tấn công nhau để xem nhá, yêu tinh nhện có thể giết được nó hay không. Rồi. Holy shit. Quá mạnh các bạn ạ. Các bạn có biết đây là chủng loại quái vật nào không? Mà nó mạnh như vậy. Nó quét một phát là bọn săn hết chết hết luôn. Không biết là con nào nó có thể chiến đấu nó đây. Ok các bạn, mình rất là khỏe luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tìm trong Chevo Henderson để xem con nào có thể tiêu diệt nó. Rồi bây giờ mình sẽ tung ra con Mid. Đây. Mitty Quest. Yeah. Mitty Quest nhá. Holy shit. Vãi cả trường ạ. À. Nó đánh nhau rồi anh em ơi. Nó đang đánh nhau rồi. Con Mitty Quest này máu rất trâu nha các bạn. Ôi, từ, bây giờ mình phải set nốt nó đã, bởi vì con Mitty Quest này như là tấn công mình sao ấy. Rồi ok, thì mình sẽ hạ thấp con Mitty Quest này xuống nha. Bởi vì sợ nó cao quá, nó khó đánh các bạn ạ. Ok. Rồi, đây, đánh rồi. Ui, các bạn nhìn này, Mitty Quest này. Mitty Quest là 100.000 máu các bạn nhé, hơn 100.000 máu. Vậy mà ấy, con này nó chỉ có 18.000 máu thôi.
Ui, nó đẩy một phát vào con Mythic Quest bay lên tận bầu trời luôn này. Cái cơ vãi cả trường ạ. À. Các bạn ơi, các bạn có tin vào mắt mình không? Cái con này info nó có 18.000 máu. Vậy mà những con kia không thể đụng được vào người nó. Vậy cái lớp giáp nào đã khiến nó bất tử vậy ta? Con này bất tử nha các bạn. Con này dường như bất tử nhá. Con này như kiểu là ấy, nó là thần chết các bạn ạ. Chính vì nó là thần chết cho nên nó bất tử rồi. Không một con nào có thể tiêu diệt được nó. Không một con nào có thể đánh để cho nó bị thấp máu được. Thì là bây giờ mình sẽ thử dùng vũ khí hiện đại của mình để mình tấn công con này xem ấy à. Xem là nó mất máu hay không. Ok, mình sẽ bắn thử nhá. Có vẻ như là không mất máu các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng vũ khí hiện đại hơn. Đây. Đây. Mình đang bắn vào người nó các bạn nhé. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng tên lửa nhá. Ok. Đâu rồi, cái tên lửa. Đây, đây, đây. Tên lửa đây rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bắn thử vào tên lửa người nó nhá. Ok, ngậm. Piu. Holy shit. À, nó mất máu kia. Từ từ, các bạn thấy không? Cái thanh màu đỏ đã bị tụt xuống nhưng mà nó lại hồi máu. Vậy là con này bất tử nha các bạn. Mình sẽ bắn lại này. Các bạn nhìn thanh máu nó sẽ bị tụt này. Đấy, thanh máu đang bị tụt và nó đang hồi lại. Nó hồi máu các bạn ạ. Như vậy là con này bất tử rồi. Nó hồi máu được lại nhá. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng loại vũ khí này. Đây là loại vũ khí cực kỳ mạnh của mình. Mình sẽ bắn tên lửa người nó. Ok xong. Cuối cùng thì mình đã tiêu diệt nó. Ok các bạn ơi, thì là theo như mình dự đoán ấy, thì là cái con quái vật này này, nó là con bất tử nha các bạn. Không còn có thể có cái gì để bàn cãi nữa rồi. Nó bất tử nhá. Bởi vì là mình đang sử dụng một cái vũ khí gọi là siêu nhiên, cho nên là mình mới có thể tiêu diệt được nó. Còn nếu chúng ta sử dụng những loại vũ khí thông thường và những cái con quái vật khác, chẳng hạn như con quái vật đầu loa Sanderhead, không thể tiêu diệt nó, bởi vì khi mà chúng ta đánh vào người nó sẽ tụt máu. Nó tụt máu nhưng mà lập tức nó sẽ hồi phục lại máu nha các bạn. Chứng tỏ con này là một con thần chết rồi. Và trong người của nó tràn đầy năng lượng. Khi mà nó bị tụt máu thì tự động nó sẽ hồi phục lại máu và nó sẽ chữa lành vết thương. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ clip ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Yêu tất cả các bạn. Bye bye.